trong sản xuất nông nghiệp. Phân đạm là một trong những nguồn dinh dưỡng chính của cây trồng và được người nông dân sử dụng rất phổ biến. Để đảm bảo việc bón phân trên cây cà phê đạt hiệu quả cao, điều quan trọng đầu tiên là bà con phải hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Dạ thưa ông, đối với vườn cà phê này căn cứ vào đâu để bón cho hợp lý? Đúng rồi, mình có thể nhìn cái vườn cây cà phê để mình có cái cách sử dụng phân bón hợp lý. Tức là vườn cây mà nó sinh trưởng tốt nha, năng suất cao thì mình sẽ bón phân nhiều hơn. Hoặc là mình có thể là lấy cái đất mình đi phân tích, xong đó các nhà khoa học người ta tính toán lượng phân bón cho mình, rồi từ đó mình sử dụng phân bón cho hiệu quả. Thưa ông, một năm tôi bón đạm Cà Mau bao nhiêu lần cho hiệu quả cho cây cà phê? Thông thường để ta dùng phân đạm để bón cà phê thì một năm ta bón 4 lần. Lần đầu và bón khi vào mùa khô, khi tưới lần 2. Khi bón phân đạm Cà Mau thì chúng ta phải kết hợp với phân ETA để bón. Và lần thứ 2 là ta bón vào đầu mùa mưa, lần thứ 3 là bón vào giữa mùa mưa và lần thứ 4 là chúng ta sẽ bón vào cuối mùa mưa. Thì cái lượng bón nó phụ thuộc vào cái năng suất của vườn cây. Nhưng mà thường năng suất 3 tấn rưỡi đến 4 tấn nhân á, thì chúng ta có thể bón 100 kg đạm Cà Mau cộng với 100 kg đạm ETA trong mùa khô. Và đầu mùa mưa thì chúng ta bón khoảng 150 đến 200 kg cho 1 hecta. Giữa mùa mưa thì chúng ta bón 200 đến 250 kg đạm Cà Mau cho 1 hecta, và lần cuối cùng chúng ta cũng bón tương tự như thế, tức là khoảng 200 đến 250 kg đạm Cà Mau cho 1 hecta. Bên cạnh đó, theo đúng nguyên tắc bón phân, bà con cần phải lấp đất kín sau khi bón xong để giảm lượng thất thoát phân bón do rửa trôi hoặc bay hơi. Ngoài ra, để cây cà phê đạt năng suất cao nhất, bà con cần lưu ý bón cân đối, hợp lý giữa lượng đạm Cà Mau với lân, kali cùng các nguyên tố chung vi lượng cần thiết khác. Đạm hạt đục là một trong những cái đạm rất là tiến bộ, nó giúp cho chúng ta có thể trộn với lân nung chảy nè, với kali để bón cho vườn cây, cung cấp cả ba yếu tố NPK cho vườn cây. Tuy nhiên là cái đạm hạt đục độ ẩm nó rất là thấp, cho nên trước khi trộn thì chúng ta có cho một chút xíu nước vào để cho có cái độ ẩm quanh hạt ure đục này, thì khi đó chúng ta sẽ trộn lân và kali vào được. Với cái cách trộn như thế này thì chúng ta thấy rằng cái hạt ure và kali nó đã rất là đều nhau, cho nên khi bón chúng ta sẽ đảm bảo cái chất lượng phân và tỷ lệ phân rất là hợp lý. Đây là cái điều mà bà con hết sức lưu tâm khi mà chúng ta trộn. Được sản xuất từ những công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới, sử dụng đạm hạt đục Cà Mau đã và đang là một trong những giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, tiết kiệm hàng đầu cho cây trồng trong bối cảnh phát triển của nền nông nghiệp hiện nay. Vâng, thưa bà con nông dân, thì ure hạt đục là một trong những sản phẩm mà mới của nhà máy phân đạm Cà Mau. Đây là một loại phân phân giải một cách từ từ, và do vậy nó cung cấp dinh dưỡng cho cây một cách từ từ. Chính vì vậy nó sẽ hạn chế được mất mát do bốc thoát hơi thông qua con đường bốc hơi, và mất mát do thông qua con đường sỏi mòn vừa rồi. Chính vì vậy nó sẽ là tiết kiệm được cái phân bón mà chúng ta sử dụng, và đây là một trong những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cái xu hướng hiện nay sản xuất nông nghiệp hiện nay trên thế giới. Thưa ông, để sử dụng đạm Cà Mau cho hiệu quả tôi cần lưu ý những điều gì ạ? Để sử dụng phân bón đạm Cà Mau cho hiệu quả thì chúng ta cần lưu ý bảy vấn đề như sau. Một là phải bón kết hợp với phân lân và phân kali theo tỷ lệ cân đối để giúp cho cây cà phê sinh trưởng phát triển tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải bón phân theo nguyên tắc bốn đúng, và cái thứ ba nữa là chúng ta phải bón phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ. Và một cái tiếp theo nữa là chúng ta phải lưu ý là khi mà trời nó mưa nhiều và nắng về kéo dài thì chúng ta có thể bổ sung thêm. Và khi năng suất cà phê nó vượt so với bình thường, ví dụ như là vượt so với 4 tấn nhân mà như chúng ta đã bón, thì chúng ta phải bón bổ thu lên khoảng 10-15%. Tôi là người đầu tiên bón phân đạm Cà Mau này là đã đến đây là 3 năm rồi. Thì thấy tôi đó bón trong 3 năm đấy, thời gian bón trong 3 năm á, thì bà con cũng thấy cái màu xanh, cành hình dị trứng xanh chắc, với cái lường trái hình cũng đỡ rung á, về hóa ra cũng đông đều. Thì là bà con ở trong xóm này là cũng dùng cung á, thì nói chung là họ cũng rất vui là xóm Cà Mau.
chọn làm giàu trên mảnh đất cha ông. Hãy chọn bạn đồng hành đáng tin cậy. Chọn đạm Cà Mau hạt đục là chọn cách tiết kiệm để nuôi cây. Cho lá xanh bền, giúp thân khỏe mạnh và mùa màng thắng lợi. Chọn đạm Cà Mau là chọn hướng làm giàu bền vững. Đạm Cà Mau, hạt ngọc mùa vàng.